Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Hơn 60 năm kể từ khi bắt đầu sự nghiệp điều tra tài nguyên rừng tại Quỳ Châu năm 1962, năm 2022, các thành viên của đoàn điều tra rừng khu sông Hiếu Quỳ Châu đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp, cùng nếm trải những thiếu thốn, khó khăn, gian khổ, vất vả để tiến tới vinh quang. Đến nay, những thành viên trong đoàn điều tra được bồi hồi xúc động gặp lại nhau, nhớ về những kỷ niệm ở Quỳ Châu, miền Tây Nghệ An tại cuộc hội ngộ điều tra rừng Quỳ Châu, được tổ chức tại Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam. Cuộc hội ngộ điều tra rừng Quỳ Châu được tổ chức bởi chính những tình cảm, tâm huyết của các thành viên đã từng được vinh dự tham gia tại công trình điều tra tài nguyên rừng khu sông Hiếu Quỳ Châu Nghệ An. Trao đổi với phóng viên tạp chí Bảo vệ rừng và môi trường, giáo sư Hoàng Hòe, nguyên phó đoàn điều tra rừng Quỳ Châu sông Hiếu thông tin, đoàn điều tra rừng sông Hiếu được nhận quyết định thành lập của cục điều tra thuộc cục lâm nghiệp vào năm 1961. Trong đó có đoàn trưởng là đồng chí Nguyễn Đức Khải, đoàn phó là tôi, Hoàng Hòe với hơn 300 người cùng tham gia gồm 30 kỹ sư tốt nghiệp khoa lâm học Đại học Nông Lâm khóa 1, 2, 3, 4, 5, 150 trung cấp lâm nghiệp khóa 3, 5, 6, 7 và 120 học sinh phổ thông thanh niên tình nguyện và công nhân. Sau năm 1965, hoàn thành công trình Quỳ Châu, Cục Điều tra thuộc Cục Lâm nghiệp đã tuyển mộ thêm và huấn luyện đội ngũ điều tra quy hoạch rừng cả nước, phát triển đến 1.300 người. Năm 1980, hình thành các phân viện đoàn, đội. Trong vòng 2 năm 1962-1964 tại Quỳ Châu, sông Hiếu, đoàn đã tiến hành điều tra quy hoạch rừng với tổng diện tích 350.000 ha thuộc 4 huyện miền Tây Nghệ An, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Phú Phương. Trong đó, rừng Quỳ Châu có trên 1.000 loài thực vật có mạch. Nhiều loại động vật hoang dã đã được kiểm kê đánh giá về số lượng và chất lượng gỗ và các chỉ tiêu khác về rừng và môi trường. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn đã chia 6 lâm trường, lập quy hoạch phát triển lâm công nghiệp và mở đường sắt vận chuyển gỗ từ Nghĩa Đàn, Cầu Giát, dài 30 km. Ngoài ra, đoàn còn thực hiện một số nhiệm vụ, điều tra thiết kế kinh doanh lâm trường Quỳ Châu với diện tích 45.000 ha, vẽ bản đồ địa hình 1/15.000, lập phương án kinh doanh rừng 10 năm theo nguyên tắc kinh doanh rừng bền vững, khai thác, trồng rừng, tái sinh rừng theo nguyên tắc quản lý rừng bền vững, lâu dài. Đoàn điều tra thực hiện công tác quy hoạch khu lâm nghiệp sông Hiếu được tiến hành trên cơ sở tất cả các số liệu, bản đồ, tư liệu thu thập được tại thực địa và được chỉnh lý tính toán trong thời gian nội nghiệp, đạt độ chính xác cao theo yêu cầu của công tác điều tra rừng và kinh tế xã hội. Đội ngũ cán bộ quy hoạch đã tiến hành khảo sát thực tế về đường xá, cầu cống, khu khai thác, trồng rừng, xưởng chế biến. Bản luận chứng kỹ thuật xây dựng cơ bản khu lâm nghiệp sông Hiếu đã được xây dựng một cách bài bản với sự hỗ trợ, phối hợp của đoàn chuyên gia Trung Quốc. Ông Võ Chí Trung, nguyên là thành viên của đoàn điều tra rừng Quỳ Châu, bồi hồi nhớ lại thời gian ông cùng đồng đội công tác ở Nghệ An. Trước hết phải nói là cái năm 1962, thì khi đó về cái phương tiện kỹ thuật, công nghệ thì nó chưa có cái phương tiện hiện đại, cho nên chủ yếu là cũng có công nghệ nhưng mà là công nghệ thô sơ, cho nên là nói về sự khó khăn thì dĩ nhiên khó khăn thứ nhất tức là về địa hình hiện nay. Điều kiện địa hình về rừng núi ở miền Tây Nghệ An thì chúng ta biết rằng đi lại rất khó khăn, rồi đời sống cũng cần phải quay theo làm công tác chuyên môn là phải khắc phục. Thứ hai nữa về phương thức, về phương tiện kỹ thuật thì thô sơ, cho nên là những phương tiện thô sơ đó đòi hỏi những người tham gia tác nghiệp là phải rất là nghiêm túc để mà thực hiện bằng những phương tiện thô sơ ấy, nó mới đảm bảo được những cái sai số cho phép, chứ nếu không thì số liệu sẽ không chính xác. Và muốn làm cái đó thì phải khắc phục trong điều kiện thủ công như thế, đời sống như thế, địa hình địa vật như thế thì phải khắc phục thì mới thực hiện được. Trong 2 năm rưỡi ở Quỳ Châu Nghệ An chẳng có ngày nào được về nhà cả.
Theo ông Võ Chí Trung, khó khăn là vậy, nhưng Đảng và Nhà nước cũng tạo điều kiện với rất nhiều chủ trương, chỉ thị hỗ trợ đội điều tra tài nguyên rừng khu sông Hiếu, Quỳ Châu, từ công cụ, kỹ thuật đến lương thực, thực phẩm, chăm lo đời sống của anh em cán bộ công nhân trong đoàn. Đến thời điểm hiện tại, khu vực sông Hiếu đã kế thừa và khắc phục được những điểm yếu về mặt khoa học ngày trước để vươn mình phát triển mạnh mẽ. Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến cái điều tra rừng. Từ là anh muốn làm tốt lâm nghiệp thì anh phải biết là của cải có cái gì. Chính vì thế có cái chủ trương để cho xây dựng lực lượng và mời hàng của đoàn chuyên gia trong quốc sản xây dựng lực lượng cho mình. Cho nên là những cái điều kiện thời kỳ đó, những cái điều kiện mà hỗ trợ để làm tốt được công việc ở miền Tây này thì phải nói là rất tốt. Từ lương thực, thực phẩm, rồi các thứ, không những là có cái từ trung ương kinh tế nào đâu mà có hẳn các cái chủ trương về mặt hành chính, tức là có những cái hành chính chỉ thị từ trung ương cho đến tỉnh về Nghệ An để trở thành những chính sách cung cấp những các nguồn cung cấp vật chất hậu cần để cho cái lực lượng. Cái khi đó là một cái điều phải thật nói, đó là một cái đoàn một xe người ta cái hồi đó là họ đoàn ô tô 12, cái cốt của nó là 12, tức là cái đoàn ô tô phục vụ của công ty vận tải trung ương, nhưng mà phần lớn là quân đội, đoàn xe quân đội, xe hồi đầu là xe qua mang ca để phục vụ chuyên gia. Đoàn điều tra rừng Quỳ Châu đã cùng nhau công tác, ăn uống, sinh hoạt trong 2 năm rưỡi, nên trong ký ức của mỗi thành viên đều có những kỷ niệm ấn tượng. Trong cuộc hội ngộ, những mảnh ghép ký ức đó dần dần được hiện hữu và hồi tưởng lại. Ông Võ Chí Trung xúc động hồi tưởng. Những cái kỷ niệm ở cái chiến khu lâm nghiệp Quỳ Châu, Nghệ An thì nó rất trân trọng, nó rất quý, khó có thể tìm kiếm được trong cuộc đời của một con người chuyên môn mà gắn với rừng. Và công việc của tôi thì từ đội, từ tổ điều tra cho đến đội điều tra, rồi được rút về đoàn bộ, thì tôi lại càng tiếp xúc được cái rộng rãi của các cái lực lượng trên toàn bộ cái bình diện của cái điều tra Quỳ Châu. Cho nên là nhớ về những kỷ niệm nào là ấn tượng, những kỷ niệm nào là có dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời của mình thì tôi thấy hơi khó tả, không phải vì sự phức tạp về nội dung, mà nó khó tả là bởi vì nó nhiều quá, thứ hai là không biết lựa chọn như thế nào được cả, nhưng mà nó có cái ý nghĩa, có tính chất nhân văn đấy, của cái công tác điều tra rừng ấy. Tức là càng vào cái điều tra rừng của cả đời sống khó khăn như thế thì cái sự gần gũi giữa con người với nhau là nó bền chặt hơn, nó sâu sắc hơn, nó càng tình cảm hơn, nó không có cái vật chất nào có thể thay thế được. Cái tình người nó sâu sắc hơn bởi vì nó gắn bó với nhau. Chỉ có điều là nó có cái hình ảnh. Nếu nói về hình ảnh thì tôi chỉ muốn nói có một anh công nhân điều tra rừng đi trong một cái thung lũng rừng núi đá vôi, anh ấy bị trượt chân ngã xuống cái vực, và ngã xuống cái vực đó thì rơi xuống cái tổ ong bảo vệ, thì không những ngã xuống cái vực đấy mà lại còn bị cái đàn ong bảo vệ nó tấn công. Và có một anh bạn khác, anh là tổ trưởng cái tổ của cái anh điều công nhân này, anh phải tự một mình, anh tự xuống, phải xuống cái vực ấy để kịp thời cấp cứu, xua đuổi cái đàn ong bảo vệ là một chuyện, nhưng mà phát được cái anh công nhân đó lại cấp tập để đi lên được cái vực ấy cứu sống, thì khi anh ấy là hình ảnh rất tình người. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Dựng, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng,
cuộc điều tra rừng Quỳ Châu chính là bước đi đầu tiên đặt nền móng cho công tác điều tra rừng của ngành nông nghiệp sau này. Cái cuộc điều tra Quỳ Châu và cái chiến dịch sông Hiếu là một cái, tôi cho là một cái bước đi đầu tiên, cũng như là đặt một cái nền móng và cái tiền đề cho cái công tác điều tra rừng cho toàn bộ ngành nông nghiệp sau này. Và vừa nãy bác chúng tôi nói rồi, mặc dù trong cái điều kiện nó rất là khó khăn, công nghệ thì lạc hậu, rồi đời sống thì khó khăn, những cái hỗ trợ của đảng và nhà nước thì rất là tốt. Thế nhưng mà tuy nhiên thì chung hòa chung với cái thời kỳ ấy thì nó cũng rất là khó khăn. Nhưng các bác đã để lại cái dấu ấn, tôi cho rằng nó rất là lớn, nó bao trùm cả ngành điều tra bây giờ. Mặc dù nó chỉ là một cái vị trí, đó là cái Quỳ Châu, chỉ là một cái điểm, cái lâm trường Quỳ Châu thôi, nhưng mà cái tính lan tỏa của nó rất là cao, bởi vì đấy coi như là cái bước đi đầu tiên của cái ngành điều tra rừng. Và cái kết quả đó ấy, ngoài cái để lại cái kết quả về công tác điều tra, quy hoạch, thiết kế, rồi khai thác, phát triển, sử dụng rừng ra, thì còn để lại được rất nhiều về nguồn lực tỏa ra khắp trên đất nước. Và khi những người làm công tác điều tra như chúng tôi, những thế hệ sau này, những thế hệ tiếp theo này đều nhìn vào cái đó như là một cái mốc lịch sử của cái ngành điều tra, để có thể tiếp tục học tập, có thể tiếp tục vươn lên trong cái công tác và tiếp tục truyền đạt lại cho những thế hệ tiếp theo, thì là nó có tính tiếp nối. Và tôi cho là đó là một cái dấu mốc lịch sử cực kỳ quan trọng. Nếu mà để nói một cái lời cảm ơn ấy, thì tôi không muốn nói lời cảm ơn, bởi vì nếu mà nói lời cảm ơn thì có thể không nói hết được. Và tôi muốn nói lời xin lỗi, bởi vì sao? Vì là những thế hệ của các bác là đã tạo ra được một cái, chúng ta nói nó gần như là một cái làn sóng hay những cái phong trào, hay tạo ra được một cái sức lan tỏa rất tốt về cái công tác điều tra. Cuộc hội ngộ diễn ra thành công trong không khí ấm áp của những người đồng đội cũ cùng nhau ôn lại kỷ niệm công tác, sinh hoạt tại cuộc điều tra rừng Quỳ Châu, sông Hiếu năm ấy. Đây cũng chính là dịp để gắn kết tình cảm truyền thống của những người đã và đang công tác tại trong lĩnh vực điều tra quy hoạch rừng. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường.